Khi thiên nhiên ban tặng cho bạn những quả chanh, bạn có thể làm món nước chanh. Nhưng hôm nay, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm ra nguồn điện từ loại quả bé nhỏ này. Thật tuyệt phải không? Chúng ta cần chanh, những mảnh dẹp bằng đồng, ốc vít, đèn LED, một ít dây điện và 10 chiếc ghim bằng kim loại. Và đây là tất cả những thứ chúng ta cần để làm loại pin bằng chanh của chúng ta. Đầu tiên, cắt 20cm dây điện. Tiếp theo, lột phần vỏ nhựa bên ngoài của dây điện ra. Thứ ba, quấn dây quanh ốc vít. Thứ tư, ta nối đầu còn lại của sợi dây với chiếc ghim bằng kim loại. Thứ năm, ta cắm mảnh đồng vào từng quả chanh. Thứ sáu, cắm ốc vít vào quả chanh và nối chiếc ghim kim loại với mảnh đồng. Thứ bảy, nối tất cả những quả chanh lại theo một vòng tròn. Như vậy, bây giờ tôi đã nối tất cả 8 quả chanh lại với nhau. Nhưng tôi để chừa ra hai đầu này. Bây giờ chúng ta có thể nối mảnh đồng với cực dương của cái đèn và nối chiếc ốc vít với cực âm. Wow, chúng ta đã có điện rồi, thật tuyệt phải không? Như các bạn có thể thấy, chanh không chỉ để uống, để ăn, mà còn có thể dùng để làm ra điện. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích thú với Liên hoan phim khoa học 2014. Chúc bạn một ngày tốt lành. Tạm biệt.